Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 20 đến câu 26. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em sẽ vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của con người ai cũng mong mỏi hạnh phúc đến với mình. Hạnh phúc của người nghèo có thể là được cơm ăn áo mặc. Hạnh phúc của người giàu có thể là tiện nghi vật chất. Hạnh phúc của người trẻ là được làm những việc mình thích. Hạnh phúc của người già là sống vui bên con cháu. Nhưng hạnh phúc mà con người tìm kiếm và bám víu dường như chẳng mang đến cho con người sự an toàn và bền lâu. Thánh sử Luca trình bày bốn mối phúc song song với bốn mối họa như muốn nhấn mạnh hơn giá trị tinh thần của các mối phúc mà Chúa Giêsu nêu lên. Chúa Giêsu chỉ dạy một sự hạnh phúc thực sự có thể đạt được. Loại hạnh phúc ấy không phải do tích trữ, thu góp và sống ích kỷ, nhưng hạnh phúc ấy là của một tâm hồn có Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng trải qua những hoàn cảnh nghèo khó, đói khát, buồn rầu, khóc lóc, bị thù ghét và phỉ báng để đồng hành với những người bé mọn, những công dân hạng hai. Qua đó, Người mời gọi chúng ta cải hóa con người mình, hầu có thể sống thân tình với Chúa. Đồng thời, những người đang sống trong hoàn cảnh bi đát cũng hãy lạc quan, vì điều quan trọng không phải là sang hèn, nhưng là một tâm hồn có được sự kết hợp với Chúa. Người tín hữu chúng ta chỉ sống xứng danh Kitô hữu khi biết học theo Chúa Kitô, để có người trong mình. Nhờ đó, chúng ta mới có hạnh phúc trọn vẹn và vững bền. Lạy Chúa, phúc hay khốn là do chúng con lựa chọn theo Chúa hay bám víu vào những gì chóng qua. Vậy lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống như Chúa để được hạnh phúc trong nhà Chúa mãi mãi. Amen.